Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Hailey James Phế Mì Ly Cuộc Sống Mỹ. Thì hôm nay cả nhà mình đi mua sắm các bạn ơi. Hôm nay cả nhà muốn đi mua giày thì đã đến nơi rồi. Đây là cái bãi xe ở trước này. Thì ông xã chở mình tới cái tiệm giày này nha. Mình không biết đọc cái chữ gì đó. Đó, footwear. Chỉ đọc được cái chữ dưới footwear. Cả nhà đi vô hết trơn nè. Thì cả nhà cùng đi mua giày với nhà mình nha. Coi thử coi cả nhà mình hôm nay mua giày gì nha. Đó. Các bạn thấy tiệm giày lớn không? Tiệm giày ở đây nó nhiều hiệu đúng các bạn. Mình chỉ đọc được mấy hiệu à. Đó. Thì bây giờ cả nhà đi lựa giày với gia đình mình nha. Thì ở đây nó là bán tất cả các loại giày. Dạ. Nó có của Nike nè. Rồi cái gì Converse gì á. Với lại Vans. Với lại Adidas. Với nhiều hiệu lắm mình không biết. Nói chung là ở đây nó bán rất là nhiều. Nhưng mà giá của nó cũng được đó các bạn. Mấy cái đôi con nít á. Nói đâu kìa. Mình với lại Sóc Nâu không có dễ đi mua giày, mua dép ở đây các bạn. Sóc Nâu mang size 5, số 5 á. Thì có loại thì nó quá to, có loại nó quá nhỏ. Ở đây nó bán rất là nhiều. Khó mua giày ghê á. Thử đôi này là đôi thứ 10 rồi đó các bạn. Đó, chắc đôi này là ok. Đó thì các bạn bây giờ đã chọn được một đôi để cho Sóc Nâu rồi nè. À. Converse Asta. Hả? Cái hiệu gì nè? Converse gì đó. Trời mẹ cũng không biết đọc đâu. Cái giá gốc của nó là bao nhiêu? 450 đô. À, đây. Sale thành 30 đô. Cái giá của nó là 49 đô 99 này các bạn. Bây giờ on sale còn 30 đô. So it's like $10. Yeah. Đây. Chigan cũng chọn được một đôi màu tím. Will. Oh. Yeah, nice. I need to know how much money. Nè, 40 for on sale. If not on sale, how much? I need to know. Oh. Không có thấy gì hết. Không có thấy giá. Đôi này là 40 đô. On sale it. Yeah, chỉ gần đôi này 40 đô. Sóc Nâu lại muốn lựa đôi khác. Oh nice. Nice. Hả? So, hả? Size 6 hả? Size 6 too big. Not 6. 5. 5 and a half. Hai rưỡi. Are you sure? Yeah. Why is it too big for your feet? Your toe? No. It fits. Con làm gì nè? Honey, every shoe brand have a Converse, Adidas, Vans. Sao nào đổi ý chọn cái này, bỏ cái kia lại rồi. Cái này là Adidas. Này nhìn nó tương comfortable. Adidas là Sóc Nâu mang 5 rưỡi, 49 đô 99. Nhìn nó tương lai. Ờ ok. Cái kia on sale 30 đô chị mua, giờ mua cái này tới 4 đô 99. Thành ra 50 đô luôn. Đó. Hai đứa con thank you với em.
Thì bây giờ tới lượt mình nè các bạn. Ông xã chọn cho mình một đôi giày 7 màu luôn. Very comfortable. Are you sure? Yes. Because when I bought you Vans, you said they were very comfortable and then you couldn't walk in them. Mm. Remember? Yes. Đó. Cả nhà thấy mình mang đôi này đẹp không? Đôi này nó có giá mình mang cái hiệu Fila là mình mang size 6 á các bạn. Giá là 50 đô. 50 đô là đã on sale rồi đó. Trời, nếu mà nó chưa on sale là nó bao nhiêu ta? How much money if not yet on sale baby? Thì nó on sale rồi là 50 đô đó các bạn. Còn nó chưa on sale là mình không biết giá bao nhiêu, nhưng mà đẹp quá ha. Mang nó thoải mái ghê. Mình vẫn thích cái đôi đỏ huyền thoại của mình. Lúc ở Việt Nam qua mình đem hai đôi. Mà vẫn thích mang đôi đỏ hơn đôi trắng nha, không thích mang mấy. Cái đôi này đi chạy nhảy đã. À. Dùng 100 đô. Nếu như mà đâu rồi, xong mở ra. Oh. Open. Nếu như mà chưa on sale á, nó là tới 90 đô á các bạn. Nếu nó chưa on sale là 90 đô. Thì bây giờ nó on sale rồi còn 50 đô thì mua đôi này ha. Coi như hôm nay cả nhà đi shopping. Ok. Good. Thì sắp lâu 50 đô, mẹ 50 đô là 100 đô rồi, chi gần 10 đô là 100. À chi gần 40 đô là 140 đô rồi. Là Daddy chưa mua đó nha. Hồi nãy mình coi đôi của Daddy rồi qua 80 mấy đô á. Thôi chắc Daddy mua sau rồi. Thì bây giờ mình mua xong rồi các bạn ơi, cả nhà mua xong rồi đi ra rồi. Thì bây giờ mình đi về nha các bạn. Mình rất là cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cái video của nhà mình đi mua sắm hôm nay nha. Thì các bạn nhớ đăng ký và chia sẻ cái video của mình nha các bạn. Đó, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.